thưa quý khán giả, để bắt đầu câu chuyện này trở về ngày hôm nay, có một vị giáo sư, một người thầy lớn của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ông đã sống và làm việc một thời gian rất dài ở Pháp, nghiên cứu, giảng dạy và đặc biệt có công rất lớn để phổ biến và truyền bá, quảng bá âm nhạc, nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam với thế giới. Sau một thời gian sinh sống ở nước ngoài, cuối cùng quyết định cũng đã quay trở về và sinh sống tiếp tục sự nghiệp của mình tại quê hương Việt Nam. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi đang muốn được trân trọng nhắc đến giáo sư Trần Văn Khê, và ông cũng chính là vị khách đầu tiên của chương trình hôm nay của chúng ta. Trước khi được gặp gỡ cùng với ông, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau đây về công việc và cuộc sống hiện nay của giáo sư Trần Văn Khê tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng giáo sư Trần Văn Khê ngôi nhà này để ông an hưởng tuổi già. Lá rụng về cội là ước nguyện mà ông luôn đau đáu trong suốt hơn 50 năm xa quê sống trên đất Pháp. Tôi rất vui mà tôi sống được ở đây. Hồi xưa tới bây giờ mình đi, mình ở đâu cũng là ở tạm. Đây là cái tổ ấm mà mình ở cho tới cái ngày mình vĩnh viễn ra đi. Hồi xưa tới bây giờ đi phải ở trên lầu, lầu cao, mở cửa ra bước ra khỏi nhà. Trên thì đụng plafond, dưới này thì đụng thang mái. Còn ở đây mở cửa bước ra thì bước ra ngoài cây, bước ra một cây, đầu đội trời, chân đạp đất. Mong có một căn nhà nhỏ nhỏ, có được một khu vườn phía trước trồng cao, phía sau trồng chuối. Có được một hàng trúc, là bởi vì cái trúc tượng trưng của người quân tử. Mà Trúc Lâm là cái nơi của ngày xưa của cụ Nguyễn Trãi uống trà. Trúc Lâm là một cái nơi mà chỗ luôn luôn các vua nhà Trần rất thích. Lên trên Yên Tử cũng có vườn trúc. Thì thành ra muốn có thêm được cái nhà đó, không ngờ gì tới đây, mộng được thực hiện. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là người Việt duy nhất được vinh dự ghi tên trong từ điển bách khoa âm nhạc thế giới. Giờ đây, trong ngôi nhà này, một bảo tàng thu nhỏ các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam, ở tuổi 91, giáo sư cảm thấy mình thật hạnh phúc, một phần vì có được những người bạn quý ghé thăm. Khi còn là Tổng lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 5 năm, ông Carlo Anzon đã giúp giáo sư Khê đưa 60 nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn tại thành phố Turin để quảng bá cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ông Anzon coi giáo sư Khê như một thần tượng. I have the opportunity to meet and to understand the Mr. Khê was an outstanding like a dream, because you are in touch close to the highest expert of Asian and especially Vietnamese music. So you touch the sky with your finger. Một hạnh phúc nữa với giáo sư Khê cũng chính tại ngôi nhà này là sự quây quần của các học trò. Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và con gái Hải Phượng là hai thế hệ học trò của thầy Khê. Giáo sư Trần Văn Khê là người có công đầu trong việc giới thiệu những nét tinh hoa của nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh và ca trù lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại. Và tới đây là đơn ca tài tử Nam Bộ. Tớ hồng ôi nguyện tớ hồng dân quốc thì lòng trẻ cần đến tài tử nhân nhận cho danh. Khi đem hết hiểu biết của mình để truyền dạy, không phải bằng lý trí mà bằng con tim, thầy đã được đền đáp trọn vẹn bằng tất cả sự tri ân của học trò. Có một cô học trò đó viết một cái thơ cho thầy. Thưa thầy, cho phép em nói thật. Trước kia em chẳng những không ưa âm nhạc Việt Nam mà em dị ứng. Khi nghe tới âm nhạc Việt Nam em tắt máy. Nhưng mà lạ thay, sau 3 buổi học với thầy rồi, em về em nghe tiếng hát ru, câu hò nó chảy trong huyết quản em. Em không tắt máy mà em mở máy. Em không phải không nghe mà em tìm nghe. Càng tìm nghe rồi nghe thầy giảng, càng ngày rồi thấy nó càng hay. Cho nên hôm nay em viết thơ này cho thầy, để hứa với thầy rằng nửa sau em có con, chính em sẽ ru cho đứa con em ngủ, để nó không mất cái bài giáo dục đầu tiên âm người mẹ truyền sang đứa con như thầy đã nói. Em xin cảm ơn thầy vô cùng, không phải đã trao cho em kiến thức mà đã gieo một chất men yêu nhạc vào trong trái tim của em. Thì bức thơ đó phải cho là một phần thưởng.
Vâng, những tràng pháo tay rất là lớn có lẽ đã thay cho những lời chào trân trọng nhất của tất cả các quý vị khán giả muốn được gửi đến cho giáo sư Trần Văn Khê đang có mặt trên sân khấu vào lúc này. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nữa chúng ta cùng trân trọng chào đón giáo sư Trần Văn Khê. Và xin được gửi lời chào trân trọng của cá nhân tôi, cá nhân chúng con đến với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê trong một cuộc gặp gỡ đầu năm ấm cúng như thế này. Một cuộc gặp đầu năm được gặp một người thầy lớn của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Và xin phép được thưa chuyện cùng với giáo sư. Quay trở lại thời điểm năm 2005, sau 56 năm sinh sống, làm việc ở Pháp, cái quyết định quay trở về của giáo sư nó có ý nghĩa như thế nào ở thời điểm đó? Dạ, kính thưa quý vị, khi mà tôi ra đi rồi thì chưa đi đã mong mộng ngày ngày về, muốn lúc nào cũng trở về. Vì hoàn cảnh, vì sức khỏe, tôi phải ở xa đất nước. Nhưng mà rồi có rút cuộc rồi thì trong năm 60 năm bốn biển năm châu đem tiếng nhạc quê hương giới thiệu cho mọi người, thì trong khi đó tôi nói bằng tiếng Pháp, tôi nói bằng tiếng Anh cho người biết tiếng Pháp, người biết tiếng Anh nghe. Luôn luôn tôi mong rằng một ngày nào đó tôi làm sao trở được về đất nước Việt Nam để giảng dạy về âm nhạc và văn hóa Việt Nam bằng tiếng Việt Nam cho sinh viên Việt Nam tại đất nước Việt Nam. Thì vì vậy mà cái mộng ngày về là luôn luôn đã có. Thì chính năm đó, năm 2005, điều kiện thuận tiện cho tôi có thể được đem tất cả cái gì, những cái hiện vật dính liền với đời sống con người, đời sống nghệ thuật, để đem về. Những chuyện tôi thu thập đó, nó không phải là tài sản, nhưng mà tôi cho nó là một sự nghiệp tinh thần, không phải để lại cho các con tôi, mà để lại cho tất cả thế hệ mai sau, thì đem về tặng cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì chừng đó nó Sở Văn hóa Thông tin và Bảo tàng viện sẽ tàng trữ giữ lại để cho thế hệ mai sau. Thì cái điều đó tôi đã mộng mà đã được thực hiện, cho nên cái trở về không phải chỉ năm 2005, đã mơ màng từ lâu, và chỉ năm đó mới có những điều kiện bên ngoài và điều kiện bên trong thuận tiện. Như vậy là ấp ủ cái giấc mộng được quay trở về với quê hương trong suốt một thời gian dài như thế. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi được quay trở về đấy, thì giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cũng đã có những chuyến đi đây đó khắp thế giới để có thể giảng dạy về âm nhạc Việt Nam. Chắc chắn trong những chuyến đi đó, cái hình ảnh, cái khái niệm quê hương nó phải mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Quê hương đối với tôi là một cái vùng nắng ấm cây xanh. Quê hương đối với chúng tôi là cái dừa, là cái chuối. Quê hương đối với chúng tôi là cái tà áo của người Việt, con gái Việt Nam phất phơ theo gió, một chiếc áo dài mà có thể nói là đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sau giặc trước nên lời nước non, như là nhà thơ Văn Tiến Lê đã nói. Thì tôi mơ màng những cái bông hoa đất nước Việt Nam. Thì thực chất tôi nhớ luôn luôn, tôi nhớ kể tới đào thắm ở miền Bắc, mai vàng ở miền Nam, nhớ những cái bông dâm bụt, nhớ nhất là những cành sen. Những cành sen có những giọt nước trên cành sen mà không biết là ngàn năm giọt nước có buồn không. Thì bao nhiêu đó tôi nhớ cả tiếng đờn, tôi nhớ cả tiếng đờn tranh, tôi nhớ cả tiếng đờn nguyệt, tôi nhớ tiếng đờn kìm, tôi nhớ tiếng đờn tỳ, mà tranh khúc luôn luôn nỉ non lời cách biệt, mà nguyệt cầm than thở điệu mong chờ, tỳ bà dìu dặt câu thương nhớ, khúc dứt mà lòng vẫn ngẩn ngơ, luôn luôn nhớ. Vâng, có thể nói là những cái chia sẻ của giáo sư Trần Văn Khê làm cho tôi và có lẽ là cũng tất cả quý vị khán giả càng thêm xúc động khi mà nói về quê hương. Mỗi chúng ta thì đều có những cái tình yêu quê hương, nhưng mà qua những cái lời mà giáo sư vừa chia sẻ thì dường như cái tình cảm đó nó càng trỗi dậy hơn. Thưa giáo sư Trần Văn Khê, là như vậy là đã hơn nửa thế kỷ giáo sư bôn ba và làm việc ở nước ngoài. Như vậy cái Tết đầu tiên được đón Tết ngay tại quê hương cảm xúc như thế nào? Cái Tết đầu tiên không thể nói được. Là bên nước Pháp, luôn luôn thì khi nào mà tôi ngày Tết là cái tháng bên ngoài, trời âm u, giá lạnh, muốn tìm thì một ngọn gió xuân không có, ngọn gió xuân phơi phới không có. Rồi khi tôi trở về Việt Nam, tôi gặp được ngọn gió xuân, tôi gặp được bao nhiêu bông hoa đua nở, bởi bao nhiêu người, chứ không phải như bên Pháp mà mở cửa, xuất hành đầy mặt lạ, về nhà chuốc ẩm vắng người thân. Thì năm đó tôi trở về rồi, tôi vui quá, cho nên năm đó đầu năm tôi đã viết ra mấy câu rằng: năm nay ăn Tết tại quê nhà, đất nước gia đình hết thấy xa, 50 năm qua xuân đất khách, xuân này
ta được tắm ao ta. Xin được hỏi giáo sư ạ, năm nay thì đã 91 mùa xuân rồi, thần thái giáo sư thì vẫn rất là tuyệt vời. Vâng, như cách đây rất là nhiều năm khi mà con được nhìn thấy giáo sư dù là chỉ là qua hình ảnh thôi. Và cái niềm say mê âm nhạc dân tộc thì vẫn luôn cháy bỏng trong giáo sư. Giáo sư có thể kể về công việc đã qua cũng như là hiện nay, công việc giáo sư làm hiện nay ở Việt Nam là gì ạ? Tôi luôn luôn từ trước tới bây giờ có một cái công việc làm, tức là giới thiệu âm nhạc Việt Nam rộng khắp năm châu và sâu trong muôn trong dân tộc Việt Nam. Cho nên gần đây tôi đã tham gia làm một người cố vấn khoa học đặc biệt để cho Việt Nam lập cái hồ sơ giới thiệu đờn ca tài tử cho UNESCO, đặng UNESCO tôn vinh đờn ca tài tử miền Nam là một di sản phi vật thể đại diện nhân loại. Còn ngoài ra thì tôi giảng dạy cho các cháu, tôi đã luôn luôn cố vấn cho những em mà thi tấn sĩ, thi thạc sĩ ở đây trong dạy âm nhạc Việt Nam, thì luôn luôn công việc đó tôi đi được mời chỗ này chỗ kia giảng dạy. Và ở nhà tôi bao nhiêu người nước ngoài tới đều tới thăm tôi, và tôi cũng đã tiếp xúc bao nhiêu nước ngoài, giới thiệu âm nhạc Việt Nam cho khách nước ngoài, giới thiệu những người Pháp bằng tiếng Pháp, cho người Mỹ, người Anh bằng tiếng Anh. Và trong khi đó tôi tiếp tục luôn luôn là đem những cái gì hiểu biết của mình mà truyền lại cho thế hệ mai sau. Mà khi tới cái chuyện đó, cái công chuyện làm đó tôi sẽ làm luôn luôn. Mặc dù rằng cái hồi mà Tết tôi tới chiều qua đó, chiều 90 đó, thì tôi đã nói rằng Tết là tính tuổi Tết này đúng 90, nhưng mà vững lòng đi qua tuổi 10, đi qua tuổi 10 không phải để chơi, nhưng mà để đem điểm tiếp tục việc làm theo lý tưởng, thì như là được sống an vui có Phật trời. Thì điều đó, cái điều tôi lại luôn luôn từ tâm niệm từ trước tới bây giờ và tiếp tục vẫn còn làm cho đến hơi thở cuối cùng. Và tin chắc là, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi tin chắc là quý vị khán giả cũng sẽ đồng ý với chúng tôi là mỗi người Việt Nam chúng ta đều sẽ rất tự hào với kho tàng âm nhạc dân tộc mà chúng ta đã có. Thế nhưng những điều vĩ đại thì thường thường luôn xuất phát từ những điều rất đơn giản, những rung động rất nhẹ nhàng. Ví dụ như đối với bản thân tôi, khi nói về tự hào âm nhạc dân tộc, tôi nhớ ngay đến cái cảm giác rất đã khi được nhìn người nghệ sĩ tài tử gãy đờn kìm và hát nghêu ngao. Ở đây, ngày hôm nay, tôi biết cuộc gặp gỡ này rất đặc biệt nên đã chuẩn bị trước một cây đàn kìm. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ cùng với tôi ủng hộ tinh thần tôi để có thể mời giáo sư cho chúng ta thưởng thức cái niềm hạnh phúc đầu năm được nghe một tí âm nhạc tài tử. Và kính thưa quý vị, từ 5 năm nay tôi đã bị thấp khớp, lỗ tai tôi không nghe rõ. Đánh tiếng đờn lên thì tôi nghĩ rằng tôi tưởng là trúng, không ngờ rằng không trúng. Thì sau khi nó cho nên sau khi 60-70 năm đờn, từ 5 năm nay tôi không đờn, tôi chỉ đờn riêng cho tôi. Nhưng hôm nay đầu năm, theo lời yêu cầu của quý vị, mà không thể không có một vài tiếng đờn. Thì nếu mà có cái chuyện chi sơ sót, xin quý vị thông cảm, bởi vì tôi đã ráng luyện tập từ cái tay không có bóp lại được mà tới hôm nay bóp được. Tôi xin ngâm vài câu thơ mà gọi là bán xuân bán ai. Ngâm theo câu thơ, mà có lẽ bài thơ này các bạn cũng biết là Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quang. Bước tới đèo ngang bóng xê ta, cây chén đá lá chén quang, lom khom dưới núi tiều dài chu lắc đắc, bên sông rỡ mấy
nhà. Thưa quý vị, ở trong cái điều kiện sân khấu này, chứ nếu không mà ở trong một ngày xuân như thế này, chúng ta được tiếp chuyện với một người thầy lớn âm nhạc, vừa được nghe những ngón đàn và giọng ngâm thơ như thế, nếu có một ly rượu ngày xuân nữa thì sẽ rất vô cảnh vào tình của người Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Vâng, và trong ngày xuân thì có lẽ chúng ta cũng nói một chút về những mong ước. Thế hệ trẻ của tụi con thì rất muốn được nghe giáo sư có những mong ước gì trong những ngày đầu xuân mới. Tôi không dám mơ ước cái gì nhiều. Riêng về âm nhạc Việt Nam thì tôi chỉ còn mong rằng một ngày nào đó âm nhạc truyền thống Việt Nam được đưa vào trong học đường để làm cho mỗi một cái người học sinh có thể tiếp cận với âm nhạc Việt Nam. Khi nào nước ngoài hỏi nước Việt Nam âm nhạc Việt Nam có những gì, âm nhạc Việt Nam hay chỗ nào thì có thể trả lời được. Đối với một người thầy lớn mà chúng ta có một thế hệ, hai thế hệ học trò thôi đã là niềm hạnh phúc. Ngay bây giờ sẽ là thế hệ thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm của những người học trò đối với nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Xin mời giáo sư nhìn từ phía bên kia sân khấu ạ. Ai chà ơi, con gái ơi. Niềm vui của những người thầy, người cô khi nhìn thấy rất nhiều những thế hệ học trò của mình. Các em còn rất là nhỏ nhưng mà cũng có thể chơi những nhạc cụ dân tộc rất là giỏi. Chúng ta sẽ được chứng kiến phần trình diễn và một phần là báo cáo thành tích với người thầy lớn của chúng ta. Mấy em, cái mấy con nhỏ đợt gì, mấy con ơi, bây giờ mấy con hòa với thầy một bản tam pháp nhập môn, có biết không? Mấy con đơn giỏi quá. Mà theo phong tục của Tết thì Việt Nam không thể thiếu lì xì. Thì bây giờ thầy đi thầy lì xì cho mấy con trước hết đây. Thầy lì xì cho các con. Lì xì cho các con. Hình như giáo sư ngập ngừng. Dạ. Có thể lì xì. Dạ. Thưa quý vị, đúng như phong tục Tết của Việt Nam, người lớn hay con nít gì cũng rất là khoái lì xì. Và khi đã lì xì xong thì phải mừng tuổi. Thay mặt cho quý vị khán giả ở đây, con thay mặt cho Hoài Anh luôn ạ. Xin được kính chúc giáo sư năm mới, sức khỏe sẽ luôn dồi dào, tinh thần sẽ luôn tươi sáng, tỉnh táo và mạnh khỏe để có thể tiếp tục truyền dạy những tâm huyết và những tấm lòng đối với nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc từ ngày xưa, là tiếp tục việc làm theo lý tưởng,
sống nhờ trời Phật thưởng hồng ân và luôn luôn sẽ làm việc tới hơi thở cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê về buổi nói chuyện rất bổ ích ngày hôm nay.